ngày 11 tháng 11, Công an thành phố Phúc Yên phối hợp cùng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ nghi phạm nam giới để điều tra về vụ thi thể người phụ nữ được phát hiện trong bao tải trên địa bàn. Nghi phạm bị Công an phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một tỉnh ở phía Nam. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang di lý hung thủ về Vĩnh Phúc để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ án. Trước đó, trưa 10 tháng 11, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ nhà riêng của nạn nhân ở thôn Tân Lợi, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên. Vào kiểm tra, mọi người bàng hoàng thấy thi thể nữ chủ nhà bọc trong túi ni lông và bao tải đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền và cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một cán bộ phường Tiền Châu cho biết người phụ nữ này 35 tuổi, bình thường ở cùng chồng con. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.